Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 19 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các ông bà đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các địa phương. Dự án xây dựng cầu Hưng Hà hoàn thành 91% khối lượng công việc. Hỗ trợ nông dân 600 ha xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch. Kỹ thuật chăm sóc cây có múi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Dự buổi tiếp xúc với cử tri có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ông bà Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước, tỉnh ta đạt được trong thời gian qua. Nhiều cử tri huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên có ý kiến kiến nghị Quốc hội cần đẩy mạnh tuyên truyền tốt hơn các dự án luật để nhân dân biết và tham gia trước khi thông qua tại các kỳ họp, tiếp tục có chính sách quan tâm hơn đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, quy hoạch vùng sản xuất, giúp nông dân sản xuất tiêu thụ nông sản thuận lợi. Cử tri đề nghị tỉnh và các ngành chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, nhất là các khu đất nhà ở công, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhân dân ở các xã, xây dựng các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng do thi công dự án cầu Hưng Hà, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư đường Bùi Thị Xuân, Mạc Thị Bưởi, phường Hiến Nam. Có phương án xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn hiệu quả, siết chặt vấn đề cung cấp nước sạch, hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình văn hóa, sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em. Ngoài ra, các đại biểu còn kiến nghị một số vấn đề liên quan về giáo dục, bảo hiểm y tế, đời sống công nhân lao động, nhất là ở các khu công nghiệp. Phát biểu với cử tri huyện Tiên Lữ, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh như vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, việc chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Tại buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, ông Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác của cử tri vượt ngoài thẩm quyền sẽ được đoàn tiếp thu phản ánh kịp thời đến các cơ quan nhà nước xem xét giải quyết, đồng thời thông tin rõ thêm một số nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 đã quyết nghị kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và cử tri huyện Văn Lâm. Dự buổi tiếp xúc có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các ông bà Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri được nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo khái quát kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo tổng hợp việc các bộ ngành trung ương trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên nói chung, của huyện Văn Giang, Văn Lâm nói riêng tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Cử tri kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như cần xử lý nghiêm, kiên quyết hơn nữa những trường hợp tham nhũng gây thất thoát ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên, chế tài xử lý sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, có biện pháp xử lý với các doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích so với phê duyệt. Tình hình an ninh trật tự ở nông thôn còn nhiều bất ổn. Sớm công bố kế hoạch các tuyến đường cầu đi qua địa bàn để nhân dân yên tâm sản xuất. Một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như nước sạch,
vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, một số di tích quốc gia xuống cấp cần được tu sửa, nâng cấp. Phát biểu tại các điểm tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Những vấn đề vượt thẩm quyền được đoàn tiếp thu tổng hợp trình lên cấp có thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Phóng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mễ Sở tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội để tạo đà vững bước bứt phá mạnh mẽ hơn, nhất là việc thực hiện đạt kết quả cao trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện và của tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri các địa phương, Thượng tướng Lê Quý Vương báo cáo với cử tri các dự án luật như luật hành chính, luật an ninh mạng trình Quốc hội tại kỳ họp vừa qua là nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng và hiến pháp của nhà nước, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Báo cáo nhanh với cử tri về tình hình an ninh trong nước và khu vực, đồng thời trả lời một số vấn đề trong thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị của cử tri vượt ngoài thẩm quyền sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển đến Quốc hội và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết trả lời vào kỳ tiếp xúc lần sau. Tổ đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Mỹ Hào, huyện Kim Động. Cùng dự buổi tiếp xúc có các ông bà ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đông đảo cử tri hai huyện. Cử tri hai huyện kiến nghị vấn đề hoàn thiện kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới còn bất cập, vướng mắc trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề điều tiết thủy lợi tưới tiêu của các đơn vị trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh ở cả hai huyện chưa đáp ứng được yêu cầu. Cấp sổ đỏ, giải quyết đất dôi dư còn chậm, tình trạng doanh nghiệp để lãng phí đất kéo dài không triển khai. Cử tri hai huyện cũng nêu các vấn đề tồn tại trong việc triển khai một số tuyến đường liên thôn liên xã chậm, gây khó khăn trong đi lại của nhân dân. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải trình các ý kiến của cử tri hai huyện Mỹ Hào và Kim Động. Các ý kiến vượt thẩm quyền được đoàn tổng hợp trình các bộ ngành liên quan để có ý kiến trả lời cử tri trong kỳ họp tới. Tại huyện Khoái Châu, tổ đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện gồm các ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ông bà đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Khoái Châu. Cử tri kiến nghị Quốc hội quan tâm đến biên chế giáo viên tiểu học thiếu trong khi học sinh tiểu học tăng cao, dự án đường huyện 51 qua 3 xã Đông Kết, Đông Ninh, Tân Châu và dự án đường huyện 56 chậm tiến độ, xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng ô nhiễm môi trường do khói lò gạch trên địa bàn xã Đông Ninh. Công tác giải quyết đất dôi dư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, mất an ninh trật tự tại các vùng nông thôn. Các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc theo thẩm quyền. Các ý kiến vượt ngoài thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp để phản ánh với Quốc hội và kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp vào thời gian tới. Sáng nay, tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng quà và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tới dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại lễ trao tặng, các nhà tài trợ đã trao 40 chiếc xe đạp cho 40 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 huyện thành phố là Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Bên cạnh đó, nhà tài trợ còn trao tặng mỗi em một suất quà. Tổng giá trị các phần quà là 56 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời động viên khuyến khích trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có phương tiện xe đạp đến trường, phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập để xây dựng tương lai tốt đẹp sau này. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Văn Hòa cảm ơn lãnh đạo doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng với nhà trường, gia đình tiếp tục đồng hành, có nhiều việc làm thiết thực cụ thể để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chúc các học sinh tiếp tục chăm ngoan học giỏi, phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.
Chiều ngày 18 tháng 6, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018 và ra mắt trang thông tin điện tử đối ngoại. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các cơ quan báo chí trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã tặng hoa và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí đánh giá cao sáng kiến của Sở Thông tin Truyền thông trong việc duy trì gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn để trao đổi thông tin, góp phần tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí chúc mừng Sở Thông tin Truyền thông ra mắt trang thông tin đối ngoại và biểu dương sự đóng góp của các cơ quan báo chí vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh thông tin kịp thời chính xác, tạo dư luận tốt trong nhân dân, xây dựng thương hiệu trong làng báo chí Việt Nam. Bên cạnh đó, cần đánh giá bố trí thời lượng, thời gian phát sóng, phát hành để cung cấp thông tin cho công chúng một cách hiệu quả, lựa chọn và bám sát chủ trương chính sách nghị quyết của tỉnh để tuyên truyền đúng, trúng và đề xuất kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, quan tâm đến công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đáp ứng nhu cầu của cơ quan báo chí trong giai đoạn bùng nổ thông tin. Chia sẻ thông tin, trích dẫn cụ thể, đúng tôn chỉ mục đích theo quy định của pháp luật, thu dựng kiểm duyệt thông tin phải chính xác, đồng thời các cơ quan báo chí cần trao đổi hợp tác khi đưa tin. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018, sáng nay, huyện Yên Mỹ đã tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí tỉnh Hưng Yên. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Yên Mỹ đã thông báo khái quát tình hình kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2018 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có vai trò sự đồng hành của các cơ quan báo chí đã phản ánh toàn diện kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội, các sự kiện lớn của huyện, phản ánh trung thực, khách quan các vấn đề phát sinh, những việc chưa làm được và đề xuất các giải pháp khắc phục. Lãnh đạo các cơ quan báo chí mong muốn huyện Yên Mỹ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trong tỉnh hoạt động đúng với chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thi công, đến nay dự án xây dựng cầu Hưng Hà nối liền hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam đã hoàn thành 91% tổng khối lượng và chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Dự án cầu Hưng Hà có tổng vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 1.800 tỷ đồng. Hiện nay phần cầu đã thi công xong phần bê tông với các hạng mục như kết cấu phần dưới, phần trên, mặt cầu bờ bo, v.v. đạt 98% khối lượng và đang tiếp tục thi công khe co giãn, hệ thống an toàn giao thông. Phần đường dẫn phía Hưng Yên và Hà Nam có tổng chiều dài trên 4 km đã thi công xong cống hộp lớn, hầm chui và cơ bản trải thảm bê tông gần 4 km mặt đường. Đến thời điểm này, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành với tổng khối lượng đạt 91%. Các nhà thầu đang thực hiện một số công đoạn như vệ sinh mặt cầu, gia tải tại hai mố cầu và hai hầm cống, đồng thời tiếp tục giải thảm mặt cầu. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã bảo đảm chất lượng và an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Cầu Hưng Hà được khởi công xây dựng cuối tháng 12 năm 2015. Cầu và đường dẫn hai đầu cầu dài trên 6 km, riêng cầu có chiều dài 2 km. Cầu có 40 nhịp, trong đó có 4 trụ chính đúc hẫng cân bằng. Theo kế hoạch, dự án cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu sẽ hoàn thành thi công trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, với tiến độ như hiện nay, dự án sẽ về đích sớm gần một năm, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Dự án cầu Hưng Hà hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối hai tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, làm động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, nâng cao khả năng khai thác hai tuyến đường cao tốc, đồng thời góp phần giảm áp lực và rút ngắn thời gian đi lại của phương tiện qua thủ đô Hà Nội, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Thực hiện dự án sử dụng sản phẩm Sumichi để xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch lúa giai đoạn 2017-2021. Vụ mùa này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch cho 600 ha ở 12 xã của 8 huyện.
Chuyển từ vụ xuân sang vụ mùa là thời điểm rất gấp rút, gốc rạ chưa phân hủy hết dẫn đến tình trạng đất chưa kịp ngấu kỹ, sau khi cấy lúa sẽ bị vàng sinh lý, kém phát triển, thậm chí bị chết do ngộ độc chất hữu cơ, đồng thời nguồn sâu bệnh hại sẽ tồn lưu trong rơm rạ, gây hại cho vụ mùa. Thực hiện quyết định số 1908 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án sử dụng sản phẩm Shumichi để xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch lúa giai đoạn 2017-2021. Ở vụ mùa này, tỉnh đã hỗ trợ nông dân xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch với diện tích 600 ha, trong đó là sử dụng chế phẩm vi sinh Shumichi trộn với cát, đất bột hoặc phân bón rải đều trên ruộng trước hoặc sau khi dập rạ lần đầu, hoặc trộn chế phẩm với phân bón khi bón lót hoặc bón thúc và sử dụng chế phẩm trộn với mộng mạ để gieo thẳng. Dùng chế phẩm này sẽ không cần phải đốt rơm dạ để lại trên ruộng xử lý đơn giản hơn, biến rơm dạ thành phân bón ngay tại ruộng, tận dụng nguồn dinh dưỡng có sẵn trong rơm dạ. Rơm dạ và các chất hữu cơ trong đất phân hủy nhanh, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ, cây trồng không bị vàng lá nghẹt rễ, bộ rễ lúa phát triển tốt, cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Nấm đối kháng sẽ ngăn chặn sự phát triển của các loài vi sinh vật gây bệnh, giúp tăng khả năng chống chịu của cây trồng với bệnh hại. Thưa quý vị và bà con, bên cạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi biện pháp phòng chống dịch bệnh, vừa qua Chi cục Thú y tỉnh tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ hè thu, để công tác phòng chống dịch bệnh vụ xuân hè cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả cao nhất, vừa qua Chi cục Thú y tỉnh đã triển khai tiêm gần 66.000 liều vaccine bổ sung hai bệnh đỏ của lợn, tụ huyết trùng cho bò, trong đó huyện Tiên Lữ gần 17.000 liều, Ân Thi trên 16.000 liều, Văn Lâm gần 8.000 liều. Theo khuyến cáo của Chi cục Thú y tỉnh, nhiệt độ nóng nắng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan. Để bảo vệ đàn vật nuôi, bên cạnh công tác tiêm phòng, các hộ chăn nuôi cần chủ động tăng cường biện pháp làm mát khu vực chăn nuôi, bổ sung các thành phần dưỡng chất trong khẩu phần ăn. Với trên 20 năm kinh nghiệm, gia đình ông Trần Hữu Đông ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã có nguồn thu cao từ nghề ấp trứng vịt. Từ năm 1997, gia đình ông Đông đã thu mua trứng lụa của các hộ chăn nuôi trong và ngoài địa bàn xã để về ấp trứng vịt lộn và vịt con, sau đó xuất bán ra thị trường các tỉnh Hải Phòng, Yên Bái, Lai Châu. Hiện tại, gia đình có tổng số trên 10 lò ấp trứng, trung bình một tháng xuất bán trên 120.000 quả trứng vịt lộn, cộng với một năm xuất bán gần 6 vạn con vịt con, đã đem lại doanh thu một năm trên chục tỷ đồng, trừ chi phí cho thu lãi gần 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và bà con, cũng như các cây trồng khác, cây có múi nói chung và cây bưởi nói riêng chịu tác động nhiều từ dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng, quả bị biến dạng ảnh hưởng đến mẫu mã, năng suất và làm giảm hiệu quả kinh tế khi thu hoạch. Để giúp nhà vườn có thêm kiến thức trong chăm sóc, một thông tin cùng nhà nông tuần này, chúng tôi xin lưu ý cùng bà con một số vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cho cây có múi. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình ông Trần Ngọc Hoa ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã đầu tư cải tạo đất và trồng cây có múi, chủ yếu là cây bưởi diễn và bưởi da xanh. Tuy nhiên, do chưa biết cách chăm sóc hợp lý nên chế độ dinh dưỡng bón cho cây thường không cân đối, gây nên hiện tượng quả bị vẹo hoặc phát triển quả không đồng đều. Nhiều năm sử dụng thì tôi xét thấy các cái bệnh ở trên các cây có múi, những cái bưởi, cây cam và các cây khác thì cái bệnh dỉ sắt hay cái nấm nhám gây ra đất sẹo thì tôi sử dụng rất nhiều năm cái sản phẩm An Mỹ là tốt. Đây là một sản phẩm sử dụng rất an toàn mà làm cho cây giữ được cái mẫu mã đẹp và sạch bệnh, đặc biệt cái bệnh dỉ sắt trên cây hiện nay là rất phổ biến mà làm rất hại cái năng suất cho cây. Cái mới tốt là khi sử dụng thì nó lại làm cho mẫu mã của quả đẹp và độ lá bền lá của trên cây có múi là rất chi là xanh tốt. Để cây đạt năng suất cao, ngoài việc chọn giống chăm sóc thì việc bổ sung các thành phần dinh dưỡng cho cây cũng giữ vai trò quyết định đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây trồng, đảm bảo năng suất và chất lượng của quả. Để bà con chúng ta có thể chăm sóc
cây có múi một cách nó tốt nhất và đầy đủ nhất, đảm bảo được cái chất lượng, thì bà con chúng ta lưu tâm về cái yếu tố dinh dưỡng, trung lượng và viên lượng ở trong cái thời kỳ này. Bà con chúng ta ở thời kỳ này có thể sử dụng các cái sản phẩm mà dạng phân bón qua lá, mà lưu ý bà con là nên sử dụng các sản phẩm phân bón qua lá ở dạng hữu cơ thì nó sẽ tốt hơn, cây trồng có thể hấp thụ ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ sử dụng một cách cho từ từ. Ví dụ như cái Silimac là một trong những cái sản phẩm mà nó sẽ cung cấp cái kali, canxi, silic và các cái thành phần khác để giúp cho cái quả quả bưởi, quả cam mà nó có thể tổng hợp các chất dinh dưỡng nó tốt, và cũng như là hạn chế cái hiện tượng mà nứt quả hay là rụng quả ở trong cái điều kiện thời tiết nó bất lợi như là nắng nóng khô hạn được kết hợp với cả mưa. Thời kỳ cây phát triển quả là thời kỳ cây rất nhạy cảm, nếu chăm sóc không đúng cách sẽ làm giảm năng suất và chất lượng của cây trồng. Vì vậy, bà con nên chú ý bổ sung đủ dưỡng chất cho cây có múi, theo hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các hộ dân huyện Kim Động trồng hơn 15 hectare sen cho thu nhập khá. Mất an toàn lao động tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Bà Quyên ở xã Hồng Vân, huyện Ân Thi tích cực làm từ thiện. Kính mời quý vị và các bạn chú ý xem.